Ủa? Ta. Mệt. Đi học về mà mệt phải lại. Hôm nay học nguyên ngày. Event bình chọn đợt vòng chung kết này. 3.000 vote, 7.000 vote. Cái này là hơi nô hốc nhá. Hơi nguy hiểm đấy. Hơi nô hốc. 3.000 vote là nét cá voi và 7.000 vote là M200 Wasakura. Hơi nô hốc. Sự để mà để kéo lên cái này thì khó lắm. Khó thì đùa. Xem. Chắc thấy 3.000 vote dễ quá nên chơi thằng 7.000 vote thì mà có cái gì. Kinh đi đi. Express, VN Express. Ngày hội game Việt Nam 2023 rồi. Liên quân đang lên rồi này này, đột kích nó có 1.200. Ôi dồi ôi, này khó rồi. Không được đâu. Nghĩ gì mà lên được, bọn liên quân thì đông vãi cả đái à. Liên quân kinh mà. Game mũi nhọn nó phải khác. Không hiểu không? Ừ đúng 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 đúng. Game mũi nhọn đúng rồi. Không, ông không nhớ là hồi SEA Games 32 là gì nhờ. Game mũi nhọn à? Liên quân... Bên liên quân chả cái là game mũi nhọn. Đúng. Game mũi nhọn mà. Game mũi nhọn mới được huy chương bạc, còn game không mũi nhọn thì được huy chương vàng. Too much information. Đéo là được việc stream đợt này. Stream hôm nay của ông trông cứ tối tối thế đéo nào. Thế á? Ừ. Trong độ sáng nó cứ thấp vãi cả đái. Chạy, được kích trước cái đã. Xong quay về set online. Cái set online ông em đăng nhập là sẽ nhận một code nhân vật đấy. Cứ mỗi ngày một à hay sao? Không, hôm nay thôi. Lại kéo dài bảo trì đúng không? Không chỉ kéo dài bảo trì mà bảo trì khẩn cấp cơ. Mày ông biết bất à? Ở vị trí này là nhà không? Như nào? Đã, lúc mà mới vào game chiều nay không bỏ SG luôn mà tạm phòng là tạm phòng TR. Lồn máy thế? Ờ, xong phải fix lại ấy. Bởi vì là update này nó có một cái là những thằng chơi ở New Zealand, Australia ấy khi mà lập room ấy thì là sẽ để room SG. Mau. Để chỗ đó đấy. Bắt tương yếu, yếu nhỉ. Chắc là dính gì nhỉ? Precision Strike. Trông yếu. Không phải, vấn đề là cái vệ tinh này vẫn đang level 2 và đang cần nâng lên. Thế là do tỷ lệ ra thì nhờ thuộc tính như đặc cầu thôi. Lại lấy sổ beast ạ. Cơm thì phải công nhận hôm